Hello mọi người, thì hôm nay mình sẽ làm cái nồi thịt kho trứng hụt vịt này mọi người. Thịt đem khoảng 2 kg ha, 2 kg thịt và 15 cái trứng hụt vịt này mình đang luộc này. Bây giờ mình sẽ đem qua đây mình ướp cái thịt này. Lát nữa mình sẽ đi làm món hụt vịt kho trứng nha, thịt kho trứng hụt vịt nha. Rồi đây mọi người, mình mới mua cái bịch mà cano để kho thịt kho này. Đó, dành riêng cho thịt kho ha. Thì mỗi cái bịch này là cỡ khoảng 400 gram thịt nữa, vì cái này khoảng 2 kg mình mua 3 bịch mình bỏ vô trong này ha. Bây giờ mình sẽ cắt ra mình bỏ vô trong này nha mọi người. Mình ướp cái thịt này trước. Ướp cái thịt này trước, lát mới đem đi đi tao cho nó săn cái thịt lại rồi mới kho chung với lại trứng vịt nha. Đó, mình bỏ 2 bịch cho nó, 3 bịch cho nó vô ha. Mình sẽ trộn lên cho nó đều nha mọi người. Bây giờ mình trộn lên cho nó đều, lát nữa mình bỏ thêm 1 bịch kia vô nữa, giờ mình mới bỏ 2 bịch thôi. Để mình trộn lên ở phía dưới nó còn chưa có thấm á, cho mình bỏ 3 bịch một lần là nó cái thấm cái thiếu cái dư. Bây giờ mình sẽ bỏ thêm 1 bịch nữa. Cái này là bịch nước, hồi nãy là bịch khô, nãy là bịch bịch bột khô, cái này là bịch nước. Làm thử cho nó lạ. Này nó có màu luôn đó mọi người, màu dầu điều. Cái này nó lên màu nó đẹp. Gia vị thịt kho này, thịt kho Việt này. Nay là 29 Tết rồi, mình nấu cái nồi này để Tết mình ăn Tết, năm nay không đi đâu cả. Mình trộn lên cho nó đều nha mọi người. Rồi cái này mình sẽ ướp khoảng 2 hoặc 3 tiếng, 1 hoặc 2 tiếng gì đó xong. Rồi mình đem đi đi tao cho nó săn lại rồi mới mới nấu nha mọi người. Giờ mình để sẽ bỏ trong cái ngăn lạnh, ngăn mát của tủ lạnh á để cho nó ướp nó nhanh nó thấm. Rồi sau đó mình mới mới đi nấu. Rồi đây, mình bỏ vô nồi để mình tao cho thịt nó săn nè mọi người. Mình tao cho thịt này nó săn luôn đó. Nó săn cho nó săn cứng lại rồi lát mới rưới nước, xíu nước vô để bỏ trứng vô mình nấu sau ha. Rồi đây mọi người, mình cái thịt này mình bỏ vô mình tao cho nó săn, cái thịt nó cứng cứng lại rồi nè mọi người. Hả, mọi người thấy chưa? Thì bây giờ mình sẽ cho cái nước ướp thịt nó vô nha mọi người. Lúc này là nãy là mình chỉ cho cái thịt thôi, chưa bỏ cái nước mà ướp á. Đây cái nước ướp thịt ở ngoài đây và trứng này, mọi người thấy chưa? Bây giờ mình sẽ cho cái nước này vào trong cái nồi nấu. Mình cho cái nước ướp thịt đó vô trong cái nồi nấu, và lúc này mình mới cho trứng luôn nha mọi người, chứ đừng cho trứng lúc mà mình tao thì nó sẽ làm bể trứng hết. Thì lúc này mình bỏ trứng vô ha. Bây giờ mình sẽ bỏ trứng vô và mình cho cái trứng nó xuống phía dưới để cho nó ngấm về cái nước ha. Đừng có trộn lên nhiều nó sẽ làm bể cái trứng nha mọi người.
Mình cho nó trứng nó xuống dưới nước để nó màu ngắm. Nếu ai ăn cay thì mình bỏ thêm một ít tiêu đó, cho nó thơm, chứ đừng có ớt. Cay cho xíu tiêu đó, nó thơm mùi 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 tiêu nó ngon ha. Đó, bây giờ mình sẽ đậy nắp lại, mình hầm cho nó mềm, nó thấm luôn nha mọi người. Này nên thêm một tí nước nữa để cho nó phủ thịt nó lên. Đây mọi người, mình thêm một tí nước nữa nha mọi người. Thêm tí nước để cho nó xíp xíp với cái thịt với cái trứng này để cho nó mới chín nó mới nhừ ha. Mình nấu thịt kho tàu mình phải cho nước nó nhiều nhiều như thế này để cho nó màu thấm. Thì cái thịt này á mình để nó ăn trong vòng 2-3 ngày á, càng để lâu nó càng ngon nha mọi người. Cái nước đó, nó thấm vô trong thịt trong trứng đó thì để càng lâu nó ăn càng ngon ha. Bây giờ mình sẽ nấu này nha mọi người. Mình hầm cái này, mình bỏ này vô, mình hầm đậy nắp lại, mình hầm cho nó chín, cho nó nhừ cái thịt ha, cho nó màu thấm. Rồi đây mọi người, mình đã nấu xong cái nồi này đó, mọi người thấy hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa nè. Rồi trứng hột vịt kho này đó. Rồi chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, một cái Tết bình an, vô an lành, hạnh phúc ha. Bye bye mọi người.